xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chữ cái mới, đó là chữ cái ư. Mời các bạn nhìn lên bảng nào. Chữ cái ư sẽ có 3 cách viết, đó là chữ cái ư in hoa, chữ cái ư in thường và chữ cái ư viết thường. 3 cách viết này tuy viết khác nhau nhưng đều được phát âm chung là ư. Ư. Các bạn nhìn khẩu hình miệng của mình nha. Ư. Ư. Rất tốt. Và bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một câu đố á. Một câu đố khá là thú vị đấy ạ. Mình đọc các bạn ở dưới trả lời nha. Câu đố: cái gì nhỏ nhỏ mà có nhiều răng, giúp bé siêng năng, hằng ngày chải tóc? Cái gì nhỉ? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Đúng rồi, chính xác, đó chính là cái lược các bạn ạ. Rồi, cái lược là một dụng cụ cần thiết dành cho chúng ta hàng ngày, giúp chúng mình có thể có được một khuôn mặt xinh đẹp, bởi vì chúng ta sẽ có chiếc lược để chải đầu, đúng không nào? Rồi, và bài học ngày hôm nay chúng ta yêu cầu là tìm vào cái chân chữ ư trong từ dưới hình và trong câu đố. Tô màu chữ cái ư rỗng vào bức tranh, thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái nhiệm vụ đầu tiên trước nhỉ. Trong câu đố mà chúng ta vừa mới đọc thì sẽ có xuất hiện chữ cái ư. Và chữ ư là chữ xuất hiện ở đâu, chúng ta sẽ cùng nhau đi từng câu một nha. Câu thứ nhất: cái gì nho nhỏ? Câu này có chữ ư không các bạn? À, không có, đúng không nhỉ? Tiếp theo nào: mà có nhiều răng, giúp bé siêng năng, hàng ngày chải tóc, đều không có chữ ư, đúng không? Tuy nhiên câu trả lời đó là cái gì nhỉ? Cái lược, đúng không nào? Rồi, và chữ ư ở đâu? Tinh tinh, đây chính xác rồi, chữ ư màu đỏ đây các bạn ơi. Chúng ta cùng nhau gạch chân nha. Cái lược, đúng không nào? Câu trả lời chính là cái lược, và chính trong câu trả lời đã có cái chữ ư rồi. Còn ở phía dưới có cụm từ bố rửa chén bát. Các bạn tìm chữ ư nào? À, đúng rồi, chữ ư ở trong từ rửa, đúng không nào? Rất tốt, các bạn đã làm được chưa? Vui lòng để lại phía dưới comment cho mình, để mình có thể biết được cảm nhận của các bạn về buổi học ngày hôm nay như thế nào nha. Còn phần nhiệm vụ tô màu chữ ư rỗng và tô màu bức tranh này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với buổi học tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi tiếp theo.